Nga bóp nghẹt 2.000 quân Ukraine ở Kursk. Nga tăng tốc tiến thẳng vào trung tâm hậu cần để bẹp tuyến phòng thủ của Ukraine. Ông Trump tố bà Harris là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Israel loại bỏ thêm một chỉ huy Hamas. Hỏa hoạn tại căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube Báo Điện tử Việt Nam Plus. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết. Cập nhật những tin tức nóng liên quan đến tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Tại mặt trận Kursk, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24 tháng 10 tuyên bố khoảng 2.000 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bao vây ở khu vực này. Tổng thống Putin cho biết quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn tích cực loại bỏ nhóm quân này khi họ bị bao vây trên lãnh thổ Nga. Ông Putin lưu ý rằng hoạt động này đang được thực hiện bằng mọi phương tiện và lực lượng cần thiết để vô hiệu hóa mối đe dọa từ lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông, quân đội Nga đang hành động phối hợp và hiệu quả, cho phép họ bao vây và chặn một số lượng lớn quân đội Ukraine ở khu vực mặt trận Kursk. Cùng ngày 24 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, trong một ngày qua, Ukraine đã mất 280 binh sĩ cùng với 9 xe bọc thép. Nga đã đẩy lùi 3 cuộc phản công của Ukraine ở Nizhny Klin, Novoy Ivanovka và Plekovo, đánh bại 10 lữ đoàn Ukraine ở Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi mở chiến dịch tấn công vào Kursk hồi đầu tháng 8 đến nay, Ukraine đã mất hơn 26.000 quân, 176 xe tăng, 93 xe chiến đấu bộ binh, 104 xe bọc thép chở quân, gần 1.000 xe chiến đấu bọc thép, 226 khẩu pháo, 38 bệ phóng rocket đa nòng cùng nhiều trang thiết bị khác. Trong một diễn biến khác tại điểm nóng Kursk, cơ quan tình báo quân sự Ukraine vừa cho biết, các đơn vị Triều Tiên đầu tiên được huấn luyện tại Nga đã được triển khai tại khu vực Kursk. Phía Ukraine cáo buộc khoảng 12.000 quân nhân Triều Tiên, bao gồm 500 sĩ quan và 3 tướng lĩnh, đã có mặt tại Nga và hoạt động huấn luyện đang diễn ra tại 5 căn cứ quân sự. Thông báo có đoạn, Moscow đã bổ nhiệm Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus Bek-Yakurov chịu trách nhiệm kiểm soát hoạt động huấn luyện và điều chỉnh quân đội Triều Tiên. Trước đó, các quan chức Nga đã nhiều lần nhấn mạnh sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên trong lĩnh vực quân sự được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Theo truyền thông và các blogger quân sự Nga, quân đội nước này những ngày gần đây đã có bước tiến nhanh ở thành phố khai thác than Selidove và các khu vực lân cận ở miền đông Ukraine. Yuri Podolyaka, một blogger quân sự thân Nga cho biết, đã kiểm soát các quận trung tâm phía đông và nam của thành phố Selidove. Ông Podolyaka cho hay, hàng phòng ngự của Ukraine đột ngột sụp đổ. Các blogger quân sự thân Nga khác cũng đưa ra thông tin tương tự. Các video được ghi lại trong hai ngày 23-24 tháng 10 cho thấy những bước tiến của Nga ở phía đông bắc thành phố Selidove với sự tham gia của các thành viên thuộc Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 114 của Nga trong khu vực. Bản đồ của Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại Mỹ cũng chỉ ra một số bước tiến được Moscow báo cáo trong khu vực, bao gồm việc kiểm soát các thị trấn Izmailovka, Krasnaya và Grodivka trong tuần này. Theo báo Moskovsky Komsomolets, lực lượng Nga đang tiếp cận trung tâm Selidove. Trong khi đó, blogger quân sự Nga Tumajos đăng tải video trên Telegram cho thấy các binh sĩ thuộc Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 433 dương cờ Nga trên một nóc tòa nhà ở trung tâm thành phố. Bài đăng cho biết, với những hành động quyết đoán, quân đội của chúng tôi đã phá vỡ hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine ở trung tâm thành phố, đồng thời thông tin thêm rằng quân đội Nga đang di chuyển về phía Tây. Kịch bản Nga kiểm soát Selidove sẽ mở đường cho cuộc tấn công của họ vào trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk, nằm cách Selidove khoảng 20 km về phía Tây Bắc. Deep State, nhóm chuyên phân tích video chiến sự nhận định, các lực lượng Nga với lợi thế về nguồn lực, bộ binh và trang thiết bị vô tận đang gây sức ép lên lực lượng phòng thủ của Ukraine. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm 24 tháng 10 cho biết, Kiev đã đẩy lùi 38 cuộc tấn công của Nga trên mặt trận Pokrovsk và 148 cuộc đụng độ đã diễn ra trong ngày qua. Quân đội Ukraine thừa nhận tình hình trên chiến trường vẫn còn khó khăn. Đối phương lợi dụng lợi thế về nhân lực và trang thiết bị đang tấn công không ngừng vào các vị trí của chúng ta. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga cũng như tất cả các thành viên của khối BRICS đều mong muốn giải quyết xung đột Ukraine một cách hòa bình và nhanh nhất có thể. Tổng thống Putin khẳng định, mọi người đều mong muốn quyết tâm chấm dứt xung đột Ukraine càng nhanh càng tốt và tốt nhất là bằng các biện pháp hòa bình. Các bạn biết rằng Trung Quốc và Brazil đã đưa ra sáng kiến trong cuộc họp ở New York. Nhà lãnh đạo Nga thông tin thêm, nhiều nước thành viên BRICS, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Nga và Trung Quốc ủng hộ đề xuất này và Nga rất biết ơn các đối tác đã tìm cách giải quyết xung đột.
Chủ nhân Điện Kremlin cũng lưu ý rằng việc Ukraine nhiều lần từ chối các cuộc đàm phán hòa bình với Nga là rất vi lý. Cũng trong buổi họp báo sau hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản hồi lời đe dọa tấn công Moscow của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông không nhớ về cuộc trò chuyện như vậy. Ông Putin cho hay, tôi không nhớ có cuộc trò chuyện nào như vậy với ông Trump. Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ hiện đang ở giai đoạn căng thẳng. Tôi khuyên bạn không nên quá coi trọng tuyên bố của bất kỳ ai. Cũng theo ông Putin, những bình luận đó là lời bàn tán bình thường về chiến dịch tranh cử ở Mỹ. Đề cập đến lời đe dọa tấn công từ ông Trump, Tổng thống Putin cho biết việc đe dọa Nga là vô nghĩa vì điều này chỉ khiến chúng ta trở nên táo bạo hơn. Tiếp tục với những diễn biến liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump bình luận trên mạng xã hội X vào hôm 24 tháng 10 rằng lời lẽ ngày càng khoa trương của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris chứng tỏ bà đang thua cuộc. Ông Trump cho biết Kamala Harris thấy rằng bà ấy đang thua và thua thảm hại, đặc biệt là sau khi giành cuộc đua từ Joe Biden. Vì vậy, giờ đây bà ấy đang ngày càng gia tăng giọng điệu khoa trương, thậm chí còn gọi tôi là Adolf Hitler và bất cứ điều gì khác xuất hiện trong tâm trí của bà ấy. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa nhấn mạnh, bà ấy là mối đe dọa đối với nền dân chủ và không phù hợp để trở thành Tổng thống Mỹ. Các cuộc thăm dò về bà ấy đã cho thấy điều đó. Những bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Harris đã chỉ trích ông là phát xít và là người ngưỡng mộ nhà độc tài Adolf Hitler. Chiến dịch tranh cử của ông Trump sau đó đã lên án những phát biểu của bà Harris. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Stephen Chung cáo buộc Phó Tổng thống Harris đã đưa ra những lời nói dối trắng trợn và sai sự thật. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, trong ngày 24 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel đã thông báo về việc tiêu diệt ông Muhammad Abu Atawi, một trong những chỉ huy quân sự của Hamas tại dải Gaza. Phía lực lượng phòng vệ Israel cho biết, chúng tôi đã tiêu diệt chỉ huy Atawi trong chiến dịch phối hợp với cơ quan an ninh Israel. Nhân vật này làm việc cho cơ quan Liên Hợp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine UNRWA từ tháng 7 năm 2022, từng tham gia cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel hồi tháng 10 năm 2023. UNRWA trước đó đã xác nhận việc ông Atawi là nhân viên của cơ quan này và đã thiệt mạng ngày 23 tháng 10. Tuy vậy, UNRWA không đề cập tới cáo buộc cho rằng ông Atawi là chỉ huy của Hamas. Một quan chức cấp cao Hamas vừa cho biết phong trào này đã thông báo với Ai Cập về việc sẵn sàng ngừng chiến đấu tại Gaza với điều kiện Israel phải đáp ứng một số yêu cầu quan trọng. Các yêu cầu bao gồm việc Israel cam kết ngừng bắn, rút quân khỏi dải Gaza, cho phép người dân di tản trở về, đồng ý với thỏa thuận trao đổi tù nhân và mở đường cho viện trợ nhân đạo. Trong khi đó, phái đoàn Hamas do phó thủ lĩnh Khalil Al-Hayya dẫn đầu đã có cuộc gặp với người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập Hassan Mahmoud Rassad tại Cairo để thảo luận về các đề xuất liên quan đến lệnh ngừng bắn. Đêm 24 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel xác nhận có thêm 5 quân nhân thiệt mạng và 6 binh sĩ khác bị thương trong các cuộc giao tranh mới nhất với phong trào Hezbollah ở Liban. Lực lượng phòng vệ Israel cũng khẳng định nhóm vũ trang đối địch tiếp tục bắn nhiều đợt tên lửa dữ dội tấn công khu vực phía bắc nước này. Theo thông báo của lực lượng phòng vệ Israel, trong số 5 quân nhân thiệt mạng có 4 binh sĩ tử vong trong các cuộc đụng độ ở Nam Liban vào hôm 23 tháng 10. Binh sĩ thứ 5 thiệt mạng trong hoạt động tác chiến mới nhất diễn ra vào hồi chiều 24 tháng 10. Trong số 6 binh sĩ bị thương có 3 trường hợp nguy kịch. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin Ả Rập, con số thương vong thực tế của lực lượng phòng vệ Israel trong một ngày qua có thể cao hơn gấp nhiều lần số liệu công bố. Trong đó, phóng viên chiến trường của truyền hình Al Jazeera khẳng định, chỉ riêng 2 bệnh viện của Israel ở gần khu vực biên giới với Liban trong ngày 24 tháng 10 đã tiếp nhận tổng cộng 31 binh sĩ bị thương. Về các cuộc tấn công xuyên biên giới của Hezbollah, lực lượng phòng vệ Israel xác nhận nhóm vũ trang Liban đã bắn tổng cộng hơn 120 quả tên lửa vào khu vực phía bắc Israel. Phần lớn số tên lửa của Hezbollah bị đánh chặn hoặc rơi vào khu vực đất trống và không gây thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng. Ở chiều ngược lại, lực lượng phòng vệ Israel tiến hành thêm nhiều cuộc không kích vào các mục tiêu Hezbollah ở cả khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, thung lũng Beka ở phía đông và khu vực phía nam Liban. Bên cạnh đó, lực lượng phòng vệ Israel cũng công bố kết quả chiến dịch không kích và tấn công bộ binh vào Liban trong một tháng qua. Theo đó, lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công tổng cộng 3.200 mục tiêu Hezbollah ở Nam Liban, trong đó có 350 kho vũ khí. Ngoài ra, binh sĩ Israel còn thu giữ 3.200 thiết bị nổ, khoảng 2.500 quả tên lửa chống tăng và đạn cối của nhóm vũ trang đối địch. Tờ The Times của Anh mới đây đưa tin Israel đã buộc phải hoãn cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng vào Iran sau khi thông tin chi tiết về kế hoạch bị rò rỉ từ Mỹ.
Trích dẫn một nguồn tin tình báo nắm rõ các cuộc thảo luận của Israel, The Times đưa tin Tel Aviv lo ngại dù không có mục tiêu tiềm năng nào được nêu tên trong tài liệu bị rò rỉ, nhưng các chi tiết được cung cấp có thể giúp Iran dự đoán một số hình thức tấn công nhất định. Theo nguồn tin, Israel đã thiết lập kế hoạch thay thế, nhưng cần phải tập duyệt trước khi tiến hành. Nguồn tin hé lộ vụ rò rỉ các tài liệu của Mỹ đã làm chậm cuộc tấn công do cần phải thay đổi một số chiến lược và thành phần. Sẽ có một cuộc trả đũa nhưng mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Được đánh dấu là tuyệt mật, các tài liệu này lần đầu xuất hiện trực tuyến vào hôm 18 tháng 10 trên ứng dụng nhắn tin Telegram và nhanh chóng lan truyền trên các kênh phổ biến với người Iran. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết giới chức đang điều tra việc công bố trái phép các tài liệu tuyệt mật về các kế hoạch của Israel cho cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng. Phát biểu với các phóng viên tại Rome, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết không có bằng chứng cho thấy bất kỳ nhân viên nào của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng đang bị điều tra về vụ rò rỉ. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý, một đám cháy lớn đã bùng phát tại căn cứ quân sự Mỹ ở thành phố Busan, Hàn Quốc trong tối ngày 24 tháng 10. Theo truyền thông Hàn Quốc, nguyên nhân dẫn tới vụ cháy tại căn cứ Hải quân Busan nằm cách thủ đô Seoul 320 km vẫn chưa thể xác định. Đám cháy xuất hiện lúc 18 giờ 30 phút theo giờ địa phương, đã bao trùm một nhà kho có diện tích lớn. Hiện chưa có báo cáo thương vong sau vụ việc. Hãng tin Yonhap cho hay, nhà kho đang trong giai đoạn cải tạo và trống rỗng, cũng như không có người ở khi đám cháy bùng phát. Chính quyền thành phố Busan đã gửi tin nhắn văn bản đến các quận Donggu, Junggu, Seogu, Jeongdo-gu và Namgu với nội dung: một vụ cháy đã xảy ra tại kho tiếp tế số 55 ở Donggu, tạo ra lượng lớn khói và bụi, do đó cư dân nên chú ý tới cửa sổ và an toàn. Sở cứu hỏa Busan đã nỗ lực ngăn chặn đám cháy lan sang các nhà kho liền kề bằng cách triển khai 51 đơn vị thiết bị cùng 163 nhân viên chữa cháy. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.